Thưa quý vị, dạng sáng nay ngày 12 tháng 8, ca sĩ Việt Quang đã qua đời ở tuổi 44 tại nhà riêng sau một thời gian điều trị bệnh viêm phổi. Chị Bích Lệ là chị gái Việt Quang cho biết anh qua đời trong vòng tay của người thân. Sau thời gian điều trị bệnh viêm phổi tại bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, Việt Quang đã được xuất viện để về điều trị tại nhà. Bệnh tình có diễn biến tốt nhưng những ngày cuối đời cơ thể anh không đáp ứng thuốc, anh không thể ăn uống được. Ca sĩ Việt Quang sinh năm 1977, từng là ngôi sao âm nhạc đình đám vào những năm cuối thập niên 1990, đầu thập niên 2000. Anh nổi tiếng với hàng loạt những bài hit như Vẫn yêu dại khờ, Tình ơi, Ngắm trăng, Cà phê buồn hay Tình phiêu lãng. Anh được xem là thần tượng của dòng nhạc trẻ với con đường ca hát trải đầy hoa hồng. Thuốc thảo dược thông son tán nam dược điều trị viêm mũi, viêm son cấp và mạng tính, ngăn ngừa tái phát. Để đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Ước ừ, mơ ban đầu của anh là làm diễn viên chứ không phải ca sĩ. Tuy nhiên, vào ngày đi học đầu tiên tại trường sân khấu điện ảnh, Việt Quang đã được thầy cô khuyến khích theo con đường âm nhạc. Với ngoại hình điển trai và giọng hát ngọt ngào, anh đã nhanh chóng nổi tiếng. Thời điểm mà Việt Hương, Thúy Nga và Thái Hòa đang chật vật tìm chỗ đứng thì Việt Quang đã là ngôi sao sáng trên các sân khấu ca nhạc. Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, anh biến mất hoàn toàn khi mất giọng và thậm chí không thể nói được vào năm 2008. Anh cho biết bản thân luôn chủ quan không chịu giữ giọng dù có chạy show liên tục hay ra nước ngoài biểu diễn trong thời tiết lạnh giá. Khi bị viêm họng và khàn, anh cũng ngang bướng không đi khám vì sợ mọi người đàm tiếu. Do đó giọng hát của anh bị tổn thương nghiêm trọng nên sau này đã quyết định tập trung vào việc kinh doanh bất động sản. Người lớn sát họng đờm ho, ăn phế nam dược khỏi lo dùng liền.